Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp nhau vào ngày 16 tháng 6 tại Geneva giữa những bất đồng gay gắt về can thiệp bầu cử, tấn công mạng, nhân quyền và vấn đề Ukraine. Cả hai nước đều hạ kỳ vọng về những đột phá tại thượng đỉnh này, đôi bên đều tỏ ra không nhượng bộ. Theo Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về quan hệ song phương, các vấn đề về ổn định hạt nhân chiến lược cùng những đề tài khác, bao gồm hợp tác chống đại dịch và các cuộc xung đột trong khu vực. Tổng thống Mỹ từng tuyên bố muốn Tổng thống Nga thôi tìm cách can thiệp bầu cử Mỹ, ngừng các cuộc tấn công vào các mạng lưới Mỹ xuất phát từ Nga, ngừng đe dọa chủ quyền Ukraine và phóng thích chính trị gia đối lập đang bị cầm tù là ông Alexei Navalny. Nga không hài lòng với các chế tài hiện nay của Mỹ nhắm vào Moscow vì can thiệp bầu cử Mỹ, tấn công tin tặc, uy hiếp Ukraine, những cáo buộc mà Moscow bác bỏ. Closer and closer relationships with Russia.